chào quý vị và các bạn. Tiếp theo là trận bán kết bóng chuyền hơi nữ giữa trường trung học phổ thông Vị Thanh và trường trung học cơ sở Ngô Quốc Trị thuộc thị trấn Đằng Mau của huyện Vị Thủy. Đây là giải bóng chuyền hơi nữ chào mừng kỷ niệm 79 năm rồi có thắng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam 2 tháng 9 năm 1945 và 2 tháng 9 năm 2024. Thì hiện tại là bên đội Ngô Quốc Trị đang vừa giao bóng. Hiện tại hai đội mặc cái áo cái màu khá giống nhau. Thì cái đội bóng mà gần với màn ảnh nhất đó là đội bóng của trường Vị Thanh, còn đội bóng ở sân bên kia là đội bóng của trường Ngô Quốc Trị. Nhưng mà hiện tại thì hai đội đang đấu với nhau rất là giằng co, chưa bên nào thắng bên nào. Bốn công sân điểm cho trường phổ thông Thanh 1-0. Giải bóng ngoài sân này điểm cho trường Ngô Quốc Trị. Tiếp tục là điểm cho Ngô Quốc Trị 2-0. Tiếp tục là điểm cho trường Ngô Quốc Trị với tỷ số là 3-0. Thank you.
Vị Thanh 1-5. Vị Thanh 2-6. Tiếp tục điểm cho Vị Thanh 3-6. Tiếp tục điểm cho Bình Thanh 4-6. Tiếp tục điểm cho Bình Thanh 5-6. Sân điểm cho Bình Thanh 6-6.
bóng ngoài sân. Điểm cho Quảng Trị 7-6. Bóng thông qua lưới, điểm cho Ngô Quốc Trị 8-6. Sơn điểm cho cô quán chị 15-6. Vị Thanh 7-15.
6, 7. Điểm cho vị thanh 9-18. Thank you.
Đội bóng tốt, điểm cho Vị Thanh 11-18. Quá. Bóng tốt. Điểm Vị Thanh 12-18. Điểm cho Ngôn Quốc Trị 18-12, 19-12. Điểm cho Vị Thanh 13-19. Điểm Vị Thanh 14-19. Có lên, có lên, 14-19 này. Điểm Ngôn Quốc Trị 20-14. Đã bóng tốt, điểm cho Vị Thanh 15-20. Ngoài sân kết thúc set 1, tỷ số là 21-15.